Sáng nay ngày 23 tháng 6, Công ty Điện lực Long An tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện năm 2023 với mục đích là chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Tại hội nghị, các khách hàng đã được nghe đại diện Công ty Điện lực Long An thông tin tình hình cung cấp điện mùa khô năm 2023, công tác tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải. Theo đó, công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đảm bảo cung cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị, văn quá quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong các tháng mùa khô và năm 2023, công ty Điện lực Long An sẽ cung ứng điện các tháng còn lại theo phương thức không điều hòa tiết giảm điện, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phụ tải của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Long An theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngoài ra các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các doanh nghiệp chương trình quản lý chiếu sáng thông minh cũng được thông tin triển khai đến khách hàng thông qua hội nghị này công ty điện lực long an cũng mong muốn khách hàng tiếp tục đồng hành trong công tác tiết kiệm điện vì tiết kiệm điện không chỉ mang lại cho doanh nghiệp lợi ích về mặt tài chính mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo an ninh năng lượng